Dạ vâng, em xin được mến chào toàn thể anh chị em và các bác đã quay trở lại với kênh Vua Công Suất. Và trước mặt các bác là cái mẫu đẩy 2 kênh và 4 kênh công suất, mã thương hiệu của nó là HI. Với cái mẫu đẩy công suất này thì bên cửa hàng vừa cập bến lô đẩy công suất là bao gồm là 2 kênh này, rồi 4 kênh công suất. Và các bác có thể quan sát ở đây em là có rất nhiều cái mẫu đẩy như là mẫu đẩy 3 kênh công suất này. Đấy, lô hàng thì mới được về thôi. Đó, rất là đẹp mắt các bác nhé. Đẩy này cũng là đẩy 3 kênh công suất đây. Đó. Đây là chiết áp của nó là chiết áp gộp này, gồm hai kênh công suất ở một chiết áp đây, chiết áp 1 này, đó CH2 và CH3 nằm ở đây. Đấy, rất là đẹp các bác nhé, hệ mạch là Class H. Đó, rất là nhiều các cái model 3-4 kênh mà về, và em sẽ vệ sinh xong. Khi mà vệ sinh xong thì em sẽ lên sóng để giới thiệu đến các bác. Và đây là một trong những cái mẫu đẩy mà ngày hôm qua mới được về cập bến tại cửa hàng, bên cửa hàng của em Thế Anh. Thì cũng... khi mà mở ra thì bên cửa hàng cũng khá là ưng ý với lô sản phẩm đấy này. Vì các bác cũng có thể quan sát là ở đây em chưa hề vệ sinh các bác nhé, mà mạch ruột nó đã đẹp như này. Hàng này gần như là hàng lướt rồi, rất là đẹp các bác ạ. Đẩy 2 kênh công suất này, hệ sò của nó này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 này. Ở dưới 7, 14, bên này 14 nữa là 28 sò. Bù áp thì nằm ở phía dưới đây. Và những con sò thúc nằm ở cái vỉ mạch tiền khuếch đại công suất, nó nằm ở hai bên vỉ đây các bác nhé. Và tụ thì tất nhiên rồi, 4 quả tụ ít nhưng mà tụ là tụ dung lượng lớn 10.000 microfarad và là tụ 100V, những con tụ của hãng For Audio đó, 10.000 microfarad và là tụ 100V các bác nhé, tụ 100V này. Máy móc thì sạch đẹp nguyên zin, em thì em chưa test nhưng mà khẳng định với các bác là lô này những cái máy như này thì không cần test đâu, sống 100% rất là đẹp. Hàng bãi thì nó có một chút xước sát ở đây, còn đa phần là ốc thì em sẽ bao cho các bác là không bị hoen gì từ con ốc luôn. Đó, rất là đẹp các bác nhé. Đây là đẩy 2 kênh này và phía dưới là đẩy 4 kênh công suất nhé. Với cái mẫu đẩy 2 kênh thì các bác có thể sử dụng được là jack cài để ra loa này, hoặc là jack new chick này. Tín hiệu đầu vào sẽ là jack 6 ly hoặc là jack Canon. Nguồn cấp sẽ là nguồn 220V. Máy móc đang còn rất là đẹp. Vỏ máy đang còn đẹp các bác nhé. Và với cái mẫu đẩy này thì em sẽ bao cho các bác đánh một đôi loa full 30 căng đét luôn. Đánh ở đây đánh căng, đánh khỏe, đánh hay. 28 sò công suất, 4 quạt tản nhiệt, gồm là 2 quạt hút ở bên phía trong và 2 quạt thổi ra ngoài. Máy làm rất là chi tiết, máy sản phẩm này là sản phẩm model HI, máy màu đen, rất là đẹp mắt các bác nhé. Và quan trọng nhất là mức giá thì bên cửa hàng sẽ bán giá cực kỳ tốt cho các bác. Các bác chốt các cái sản phẩm 2 kênh công suất khi mà hàng mới về này thì em sẽ để giá bằng giá nhập các bác nhé. Những con sò đang còn rất là trắng này. Mức giá em sẽ để bằng giá nhập cho các bác một chiếc trong video ngày hôm nay, đó là 2.700.000 đồng, và em sẽ miễn cước vận chuyển cho các bác nhé. Đó, miễn cước vận chuyển, biến áp nguồn là dạng lớn này, khoảng 18 cm. Đó, rất là đẹp, sạch đẹp, dùng hàng lướt các bác nhé. Các bác quan tâm sản phẩm này thì có thể là liên hệ đến số điện thoại cửa hàng 0982 580 959. Em sẽ ghim số điện thoại bên phía dưới màn hình nhé. Sản phẩm thì em sẽ bao zin nguyên bản, nhận hàng các bác kiểm tra thử hàng cho em thì anh nhé. Đúng như chất lượng và đúng như yêu cầu thì các bác nhận hàng, không ưng không hay các bác trả lại sản phẩm cho em sẽ hoàn lại tiền cọc, các bác cọc cho em đôi 300, thiện chí mua hàng các bác nhé. Với cái mẫu đẩy 4 kênh và 3 kênh công suất thì em sẽ hẹn các bác, em sẽ lên vào một video sớm nhất có thể, sau khi mà bên cửa hàng vệ sinh dọn dẹp xong các cái lô đẩy công suất 3-4 kênh, cũng như là các cái đẩy như là mạch Class I. Các bác có thể quan sát ở đây thì em có những chiếc đẩy công suất mạch Class I này. Đấy, TB. Mạch này là mạch Class I các bác nhé. Đấy này em đang để lộn này. Mạch Class I rất là đẹp. Vệ sinh xong sẽ lên sóng sớm nhất cho các bác. Đó, và trong số này thì sẽ có những chiếc đẩy 4 kênh công suất 4x500 và mức giá chỉ là hơn 2 triệu đồng cho một chiếc đẩy công suất 4 kênh thôi. Các bác đang xem video thì hãy ủng hộ kênh của em Thế Anh, kênh Vua Công Suất bằng một đôi like nhé. Em xin được chân thành cảm ơn các bác. Và bác nào mới xem kênh của em Vua Công Suất thì hãy ấn vào nút đăng ký kênh cũng như là quả chuông bên phía dưới màn hình đây để không bỏ lỡ các video mới nhất bên cửa hàng. Rồi, em xin phép là dừng video tại đây thôi. Một lần nữa thì xin được chân thành cảm ơn anh chị em và các bác đã theo dõi cũng như là đồng hành với kênh của em Thế Anh. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào cái khung giờ phát sóng trực tiếp tối ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và lúc là 8 giờ ở trên ứng dụng là YouTube các bác nhé.
Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.